Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Ngày 14 tháng 10, hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GSC cho hay, quân đội Triều Tiên đã tiến hành hoạt động được cho là có liên quan những vụ nổ trên các tuyến đường dọc theo tuyến Yonggi và Donghae. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đang theo dõi sát những động thái trên đang diễn ra ở phía bắc đường phân giới quân sự và tìm kiếm các biện pháp an toàn cho quân đội và người dân Hàn Quốc. Trước đó vào ngày 9 tháng 10, quân đội Nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt mọi tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc nhằm xây dựng các công trình phòng thủ vững chắc để ứng phó với các cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên tiếp tục tăng cao nguy hiểm. Bình Nhưỡng mới đây cáo buộc Seoul điều khiển thiết bị bay không người lái qua thủ đô Bình Nhưỡng để thả tờ rơi tuyên truyền chứa đầy rác và tin đồn kích động. Triều Tiên cảnh báo rằng nếu phát hiện thêm một thiết bị bay không người lái nào nữa, họ sẽ coi đó là lời tuyên chiến. Bất chấp việc quân đội Hàn Quốc phủ nhận cáo buộc trên và có những đồn đoán về một nhóm hoạt động ở miền Nam thực hiện vụ việc trên, Triều Tiên tuyên bố Seoul phải chịu trách nhiệm. Ngày 14 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, đêm 12 rạng sáng ngày 13 tháng 10, Bộ Quốc phòng Triều Tiên thông báo họ đã yêu cầu 8 lữ đoàn pháo binh trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và các lực lượng phòng không của nước này cần tăng cường nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng. Đáp lại cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Lee Seon-jun nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng ứng phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Liên quan đến bán đảo Triều Tiên, ngày 9 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đưa ra quan điểm về mối quan hệ của nước này với Trung Quốc cũng như tầm nhìn về thống nhất bán đảo Triều Tiên. Phát biểu trong cuộc nói chuyện ở Singapore do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tổ chức, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Hàn Quốc đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác dựa trên quy tắc với Trung Quốc và giải quyết những hiểu lầm thông qua đối thoại nhanh chóng và trung thực. Dù Bắc Kinh hỗ trợ Bình Nhưỡng trong chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953, song Tổng thống Hàn Quốc nói, thay vì mắc kẹt trong quá khứ, chúng ta phải tập trung vào tương lai. Trung Quốc là một quốc gia rất quan trọng đối với Hàn Quốc trong mọi lĩnh vực, bao gồm an ninh, kinh tế và đầu tư. Theo ông Jun Suk-yong, Seoul đang nỗ lực định hình mối quan hệ của mình với Bắc Kinh, thông qua sự tham gia mang tính xây dựng, nhằm thúc đẩy một trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ hợp lý. Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Hàn Quốc lưu ý, Mỹ là đồng minh duy nhất hỗ trợ đáng kể trong việc bảo vệ sự tự do của chúng tôi. Nền tảng ngoại giao và chính sách đối ngoại của Hàn Quốc nằm ở liên minh Hàn-Mỹ. Về vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc đã trình bày tầm nhìn về việc thống nhất Liên Triều dựa trên nền dân chủ tự do để thu hút sự ủng hộ của quốc tế cho học thuyết thống nhất của ông vốn được công bố lần đầu vào tháng 8. Ông nhấn mạnh, nếu thành hiện thực, một bán đảo Triều Tiên thống nhất, tự do và rộng mở sẽ là một thành tựu lịch sử, mở rộng giá trị tự do lên rất nhiều. Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, một bán đảo Triều Tiên thống nhất không có vũ khí hạt nhân sẽ dẫn đến một chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế mạnh mẽ hơn, thúc đẩy các nỗ lực hòa bình và lòng tin toàn cầu, cải thiện sự an toàn của hoạt động hàng hải bằng cách giảm nhu cầu buôn bán bất hợp pháp ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Là một phần của cam kết, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch cung cấp 100 triệu đô la Mỹ trong 3 năm tài trợ các dự án hợp tác phát triển, thúc đẩy dân chủ ở các nước Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Triều Tiên đã ra lệnh cho các lữ đoàn pháo binh ở phía nam nước này gần biên giới với Hàn Quốc sẵn sàng khai hỏa. Xinhua dẫn thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin vào tối ngày 13 tháng 10. Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã ban hành chỉ thị chuẩn bị tác chiến cho các lực lượng pháo binh hợp thành gần biên giới và các đơn vị được giao nhiệm vụ hỏa lực chuẩn bị cho chiến đấu quy mô lớn. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố, chỉ thị chuẩn bị tác chiến bao gồm lệnh nâng 8 lữ đoàn pháo binh được trang bị đầy đủ lên mức sẵn sàng thời chiến để chờ lệnh khai hỏa trước 8 giờ tối ngày Chủ nhật và hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo tác chiến khác nhau. Trước đó vào tối ngày 11 tháng 10, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Seoul đã đưa máy bay không người lái mang theo truyền đơn tuyên truyền đến thủ đô Bình Nhưỡng và vào thứ Tư và thứ Năm tuần trước, theo một tuyên bố được KCNA phát đi. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 13 tháng 10 cảnh báo Triều Tiên sẽ chứng kiến sự sụp đổ của chế độ nếu gây hại cho người dân Hàn Quốc. Bà Kim Joo-young, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cáo buộc Hàn Quốc trực tiếp thực hiện hành động khiêu khích bằng cách điều khiển máy bay không người lái, thả truyền đơn tuyên truyền qua Bình Nhưỡng, vi phạm chủ quyền của Triều Tiên. KCNA đưa tin, một tình huống căng thẳng quân sự nghiêm trọng đang trên bờ vực xung đột do hành động khiêu khích lớn của Hàn Quốc khi vi phạm chủ quyền của Bình Nhưỡng, thủ đô của chúng ta. Ngày 12 tháng 10, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đưa máy bay không người lái vào Bình Nhưỡng vào ban đêm trong tuần này và tuyên bố sẽ trả đũa.
Đáp lại, tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc cho biết họ không thể xác định cáo buộc của Triều Tiên. Hãng thông tấn KCNA dẫn tuyên bố của bà Kim Yu-jung nói về việc thả các tờ truyền đơn chống lại Bình Nhưỡng. Việc máy bay không người lái mang theo tờ rơi là sự việc nghiêm trọng xảy ra gần đây. Bà Kim cho rằng quân đội Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm nếu không nắm được việc một tổ chức phi chính phủ đưa máy bay không người lái qua biên giới. Trong những tháng gần đây, Triều Tiên thả hàng nghìn quả bóng bay mang theo rác xuống Hàn Quốc, khiến quan hệ căng thẳng giữa hai bên gia tăng. Bình Nhưỡng tuyên bố đó là hành động đáp trả việc các nhà hoạt động ở Hàn Quốc thả truyền đơn và vật dụng qua biên giới sang Triều Tiên. Triều Tiên được biết đến với lực lượng pháo binh lớn và mạnh, được coi là một trong những lực lượng pháo binh đáng gờm nhất thế giới. Khả năng pháo binh của nước này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự, đặc biệt trong bối cảnh gần với Hàn Quốc. Triều Tiên được cho là sở hữu 10.000 khẩu pháo, bao gồm lựu pháo, bệ phóng rocket và súng cối. Phần lớn, lực lượng pháo binh này được triển khai ở gần khu phi quân sự, đe dọa trực tiếp đến Hàn Quốc, đặc biệt là thủ đô Seoul. Kho vũ khí của Triều Tiên bao gồm pháo thông thường, cũng như các hệ thống phóng rocket tầm xa như KN-09, KN-25, có khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc. Các hệ thống này có thể phóng một loạt đạn lớn, làm quá tải hệ thống phòng thủ. Nhiều đơn vị pháo binh được giấu trong các bong ke kiên cố hoặc cơ sở dưới lòng đất, khiến chúng khó bị tiêu diệt trong trường hợp xảy ra xung đột. Pháo binh của Triều Tiên được coi là có khả năng tấn công trước, có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho các mục tiêu dân sự và quân sự ở Hàn Quốc, đặc biệt là các khu vực thủ đô đông dân cư. Giới quan sát nhận định, mặc dù pháo binh Triều Tiên thường lỗi thời so với tiêu chuẩn hiện đại, nhưng số lượng khổng lồ và vị trí chiến lược khiến lực lượng này trở thành một thành phần quan trọng trong trận thế răn đe của Triều Tiên trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngày 14 tháng 10 bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn mang tên Steadfast Noon với sự tham gia của 2.000 binh sĩ từ 13 quốc gia liên minh và 60 máy bay quân sự ở Bắc Âu. Theo tuyên bố của Liên minh, cuộc tập trận đã được lên kế hoạch và chuẩn bị hơn một năm, đồng thời không có kế hoạch sử dụng vũ khí chiến đấu trong quá trình diễn tập. Cuộc diễn tập hạt nhân của NATO là một hoạt động huấn luyện định kỳ diễn ra vào tháng 10 hàng năm. Steadfast Noon sẽ kéo dài 2 tuần, huy động sự tham gia của 8 căn cứ không quân, đặc biệt nhiều loại máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu hộ tống và máy bay tiếp nhiên liệu, máy bay trinh sát và lực lượng tác chiến điện tử cũng tham gia tập trận. Theo bộ truyền thông của NATO, liên minh quân sự này tiếp tục thực hiện các động thái nhằm đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả của lực lượng răn đe hạt nhân. Đặc biệt, vào năm 2024, máy bay chiến đấu F-35A mới của Hà Lan được công nhận là phù hợp để sử dụng trong các nhiệm vụ răn đe hạt nhân. Trước đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, cuộc tập trận sẽ diễn ra chủ yếu ở Anh, khu vực Biển Bắc, Bỉ và Hà Lan, chứng minh cho mọi đối phương thấy NATO sẵn sàng đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Washington từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7, NATO cũng tuyên bố mục đích cơ bản của khả năng hạt nhân là bảo vệ hòa bình, ngăn chặn cưỡng ép và răn đe sự xâm lược. Tuyên bố nhấn mạnh, chừng nào còn vũ khí hạt nhân, NATO sẽ vẫn là một liên minh hạt nhân. Ông Zelensky tự tin sắp kết thúc xung đột, Mỹ nhất quyết cự tuyệt Kiev. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Ukraine Đông Nam Âu ở Dubrovnik, Croatia, Tổng thống Zelensky cho biết, vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12, chúng ta có cơ hội để tiến tới hòa bình và ổn định lâu dài. Hãng tin Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo nói rõ, tình hình trên mặt trận tạo ra cơ hội để đưa ra lựa chọn hành động quyết định để chấm dứt xung đột chậm nhất là vào năm 2025. Tại hội nghị, Tổng thống Zelensky cũng cho rằng, mặc dù có nhiều căng thẳng chính trị, nhưng Liên minh châu Âu-EU phải thống nhất toàn bộ lục địa, tất cả các quốc gia dân chủ của châu Âu. Nhà lãnh đạo Ukraine đã tới Paris gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron trong ngày 10 tháng 10 nhằm củng cố sự ủng hộ từ phương Tây. Ông Zelensky dự kiến cũng sẽ tới thăm Italia và Đức. Trước đó, ông cho biết sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng với các đồng minh tại cuộc họp ở Đức vào ngày 12 tháng 10, nhưng sự kiện này đã bị hủy bỏ. Giới chức Pháp khẳng định, chưa được biết về những nội dung của kế hoạch chiến thắng, song một nguồn tin ngoại giao Pháp hy vọng sẽ sớm nắm được thông tin cụ thể. Trong khi đó, Điện Élysée ra thông cáo cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là cơ hội để tái khẳng định quyết tâm của Pháp tiếp tục hỗ trợ vững chắc cho Ukraine và người dân nước này trong dài hạn cùng với tất cả các đối tác. Tổng thống Pháp Macron đã cố gắng thể hiện quan điểm Paris vẫn hoàn toàn ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột với Moscow, bất chấp những khó khăn chính trị trong nước đã làm dấy lên nghi ngại về mức độ hỗ trợ mà Pháp có thể cung cấp cho Ukraine trong những tháng tới. Liên quan tới tình hình Ukraine, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc xác nhận, hiện không có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách của Washington về việc không cho phép Ukraine tiến hành những cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga bằng các loại vũ khí do Mỹ cung cấp.
Trong cuộc họp báo, vị quan chức Lầu Năm Góc nêu rõ, chúng tôi không thay đổi lập trường về vấn đề này và chính quyền Mỹ đã cân nhắc trước khi đưa ra quyết định như vậy. Trước thông tin Ukraine sẽ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó cảnh báo việc này có thể sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba. Nhà ngoại giao Hungary phát biểu tại diễn đàn khí đốt quốc tế St. Petersburg tại thành phố St. Petersburg của Nga mới đây. Ukraine đang trong tình trạng chiến tranh với Nga, theo lập trường truyền thống của NATO. Nếu Ukraine được kết nạp vào liên minh trong hoàn cảnh hiện tại, điều đó có nghĩa là thế chiến thứ ba sẽ nổ ra. Chúng tôi luôn phản đối cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Không giống như nhiều nước thành viên NATO khác, Hungary lâu nay đã công khai phản đối Ukraine gia nhập liên minh quân sự này do lo ngại căng thẳng với Nga. Nga nhiều lần tuyên bố rằng chính việc Kyiv hướng tới NATO là một trong những lý do khiến Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Do việc kết nạp thành viên cần sự chấp thuận của toàn bộ 32 quốc gia thành viên NATO, nên dù chỉ có một thành viên phản đối, Ukraine cũng không thể gia nhập. Tuần trước, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng đưa ra những bình luận tương tự. Ông Fico khẳng định chính phủ của ông sẽ không bao giờ đồng ý cho phép Ukraine gia nhập NATO do mối đe dọa của cuộc giao tranh thế giới nếu động thái này xảy ra. Hungary và Slovakia đều không đồng tình với chính sách của phương Tây do Tổng thống Mỹ Joe Biden dẫn đầu là gửi vũ khí và ngân sách tới Kyiv cho đến khi nào đánh bại Nga. NATO đã cam kết đưa Ukraine vào liên minh này hồi năm 2008, phớt lờ cảnh báo của Nga rằng đề xuất này là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Theo giới chức Nga, một trong những nguyên nhân khiến Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022 là do khối quân sự này nỗ lực kết nạp Kyiv. Trong bối cảnh Moscow đang giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường, một số cơ quan truyền thông và quan chức phương Tây đề xuất Kyiv nên nhượng bộ Moscow về các tổn thất lãnh thổ để đổi lấy các đảm bảo an ninh. Về phần mình, Ukraine đã nhiều lần từ chối các đề xuất. Ngoài việc quay trở lại biên giới năm 1991, điều mà Nga luôn bác bỏ, Moscow yêu cầu Kyiv phải thừa nhận 5 khu vực đã sáp nhập Nga và cam kết duy trì trạng thái trung lập về mặt quân sự như một điều kiện cho lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gần đây đã nói với tạp chí Newsweek của Mỹ rằng Moscow đang tìm kiếm giải pháp giải quyết các nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột. Ông đồng thời cáo buộc Kyiv và những nước ủng hộ phương Tây không muốn làm điều này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, hiện tại, theo như chúng tôi thấy, việc khôi phục hòa bình không nằm trong kế hoạch của đối phương. Washington và các đồng minh NATO vẫn cung cấp hỗ trợ chính trị, quân sự và tài chính cho Kyiv để cuộc chiến có thể tiếp diễn. Trong một diễn biến đáng chú ý, trong tuần này, các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ họp để bắt đầu xem xét lại chính sách kéo dài hàng thập kỷ của liên minh về quan hệ với Nga. Quan hệ NATO-Nga đã chạm đáy sau khi xung đột toàn diện bùng nổ giữa Moscow và Kyiv vào đầu năm 2022. Tại hội nghị thượng đỉnh khối ở Washington vào tháng 7 năm nay, NATO coi Nga là mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với an ninh của đồng minh, trong khi Điện Kremlin tuyên bố rằng cái mà họ gọi là sự mở rộng về phía đông của NATO là mối nguy hiểm hiện hữu. Các nước thành viên NATO hiện đang cố gắng vạch ra các yếu tố khác nhau trong chiến lược của Nga và thúc đẩy các cuộc tranh luận bên trong liên minh để đưa chúng ta đến các chủ đề như tương lai của đạo luật thành lập NATO. Đầu tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết NATO không còn che giấu sự thật rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Moscow. Ông cho biết các lựa chọn khả thi để chống lại Nga đang liên tục được đưa ra trong khối, ngân sách quân sự của các quốc gia thành viên đang được tăng cường và các nền kinh tế phương Tây đang được quân sự hóa.